Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 17 tháng 4 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày về đề tài 80 phút như con đường nên thánh theo tông huấn mới của Đức Thánh Cha. Anh chị em hãy vui lên và hân hoan. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại ơn gọi đặc biệt của cha Javier Oliveira và sơ Marie de la Sagesse cùng bước vào đời tu trì theo tiếng gọi sau khi đã đính hôn với nhau. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài bảy ân huệ của Thánh Linh theo giáo huấn của các giáo phụ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu giáo xứ Thánh Phaolô Thánh Giá Corviale ở Roma hãy để cho chân lý của Chúa Kitô đi vào tâm hồn và vui sống nhờ đức tin và gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong thánh lễ cử hành chiều Chủ nhật 15 tháng 4 vừa qua với các tín hữu giáo xứ Corviale ở mạng Tây Nam Roma, vốn được coi là một điểm nóng về mặt xã hội. Đây là một khu nhà dài gần một cây số, chiều ngang 250 mét, toàn là các chung cư bằng bê tông, cao 11 tầng và toàn bộ có 8.000 dân cư. Nhìn từ bên ngoài, khu nhà của giáo xứ giống như một chuồng chim bồ câu khổng lồ. Khu vực này bị coi là một nơi lầm than về mặt gia cư xã hội, được xây cất vào giữa thập niên 1970 đến 1980. Cha sở cho biết nhiều người ở đây trong nghèo đói và cô đơn. Trong những năm gần đây, người ta tìm cách điều chỉnh lại cơ cấu của các kiến trúc này. Đến nơi vào lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha đã đi xe vòng quanh khu vực để chào thăm đông đảo tín hữu và dân chúng đứng hai bên đường. Rồi Ngài lần lượt gặp gỡ và trao đổi với các trẻ em, trả lời các câu hỏi do các em nêu lên. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt trả lời một em bé gái. Chúng ta ở đây là những người đã chịu phép rửa tội, chúng ta là con cái Thiên Chúa. Nhưng những người không chịu phép rửa thì sao? Em bé hỏi và Đức Thánh Cha trả lời. Tất cả chúng ta đều là con cái Chúa, dù là được rửa tội hay không, tốt hay xấu. Cả những người mafia, cho dù họ thích hành động như con cái ma quỷ. Vì thế chúng ta cần cầu nguyện cho họ hoán cải. Sau khi gặp các trẻ em, Đức Thánh Cha gặp những người già và các bệnh nhân, giải tội cho vài tín hữu và cử hành thánh lễ lúc gần 6 giờ chiều. Thánh đường nhỏ chỉ chứa được khoảng hơn 300 người. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng kể lại các cuộc gặp gỡ của Chúa Kitô phục sinh với các môn đệ và nhận định rằng các môn đệ biết Chúa đã sống lại và đang sống. Nhưng chân lý này chưa đi vào tâm hồn họ, nên họ còn nghi ngờ. Có lẽ vì họ còn thích sự thật ở trong trí tuệ hơn là trong con tim. Trong bối cảnh đó, Chúa lại hiện ra với các môn đệ đang tụ họp nhau và Chúa mời gọi họ hãy nhìn các vết thương của Ngài và đừng nghi ngờ nữa. Từ những ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy để cho chân lý của Chúa đi vào tâm hồn để niềm vui chiếm hữu con tim và làm cho nó trẻ trung hơn. Một con tim cứng cỏi, già nua, mệt mỏi là kết quả của tội lỗi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin ơn, tin chắc Chúa Kitô hằng sống, Chúa đã phục sinh. Đó chính là niềm vui của chúng ta. Và nếu chúng ta tin như vậy, thì những điều khác chỉ là phụ thuộc. Và chúng ta cũng cầu xin ơn được trở thành một cộng đoàn vui tươi, vì mỗi người chúng ta có đức tin chắc chắn đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Đức Thánh Cha đã rời giáo xứ ở Corviale lúc 5 giờ rưỡi chiều để trở về Vatican. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm nay, Ngài viếng thăm một giáo xứ ở Roma. Damasco,
các vị lãnh đạo Kitô mạnh mẽ phê bình hoạt động quân sự của Mỹ, Anh, Pháp, bắn hàng trăm hỏa tiễn vào các địa điểm ở Syria, viện cớ là để trừng phạt chính phủ Syria vì đã sử dụng võ khí hóa học tại miền đông Ghouta. Lên tiếng trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng vào trưa Chủ nhật 15 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi rất lo âu vì tình trạng thế giới hiện nay, trong đó mặc dù cộng đồng quốc tế có sẵn các phương tiện, nhưng lại khó thỏa thuận với nhau về một hành động chung cho hòa bình tại Syria và các miền khác trên thế giới. Trong khi không ngừng cầu nguyện cho hòa bình, tôi mời gọi tất cả những người thiện chí cũng hãy tiếp tục làm như vậy, và tôi tái kêu gọi tất cả các vị hữu trách chính trị làm sao để công lý và hòa bình được trỗi vượt. Trước đó, các vị lãnh đạo Kitô tại Syria và vùng này tự hỏi tại sao Hoa Kỳ, theo sau là Anh và Pháp, đã bắn hỏa tiễn vào Syria hôm 14 tháng 4 vừa qua mà không có sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc và không chờ đợi kết quả cuộc điều tra tại chỗ của Tổ chức Quốc tế cấm các vũ khí hóa học, gọi tắt là OIAC. Trong khi đó, dòng Francisco tại Thánh Địa lên án chủ ý tàn phá Syria và nhận xét rằng các nước Tây Phương, đứng đầu là Hoa Kỳ và Anh Quốc, đã tấn công Iraq hồi năm 2003, viện cớ rằng chế độ của Saddam Hussein có các vũ khí tàn sát tập thể. Nhưng cho đến nay, đã 15 năm trôi qua, người ta không hề tìm được các vũ khí đó. Nay, với ý muốn tàn phá Syria, họ tiến hành dự án với các cuộc dội bom này. Chúng ta không còn biết làm sao hơn là cầu nguyện cho hòa bình hơn bao giờ hết. Đức cha George Abu Khazen, đại diện tông tòa ở Aleppo thuộc Giáo hội Công giáo Latin, tố giác với hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia hôm 14 tháng 4 vừa qua rằng, trước đây, chiến tranh tại Syria là một cuộc chiến đánh thay. Ngày hôm nay, các diễn viên chính đích thân đánh nhau. 7 năm chiến tranh đã trôi qua, nay bắt đầu năm thứ 8. Người ta đánh nhau trên đất Syria. Các diễn viên cỡ nhỏ đã bị đánh bại. Nay những người giữ vai chính trong cuộc xung đột rơi mặt nạ và họ xuất hiện tại đấu trường. Mặt khác, Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, đã có một cuộc điện đàm dài với Đức Thánh Cha Francisco sau khi ba cường quốc bắn hỏa tiễn vào Syria. Cả Đức Thượng Phụ Bartholomaios của chính thống Constantinople, Đức Thượng Phụ Theodoro của chính thống Alexandria và Đức Thượng Phụ Gioan của Antioquia cũng tham gia cuộc đối thoại. Chiều ngày 14 tháng 4, Đức Thượng Phụ Kirin kể lại với giới báo chí rằng đó là một cuộc đối thoại rất ý nghĩa để binh vực hòa bình. Chúng tôi đã chia sẻ lo âu chung về tình hình Syria và chúng tôi đã nói về cách thức các tín hữu Kitô có thể ảnh hưởng tới tình trạng này, làm sao để chấm dứt bạo lực, chiến tranh và không còn bao nhiêu nạn nhân thê thảm như chúng ta đã thấy trong những ngày này. Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở các đại học công giáo về sứ mạng phục vụ chân lý và các giá trị luân lý. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 4 vừa qua dành cho 70 giáo sư và viên chức của Đại học Công giáo Villanova ở Philadelphia, Hoa Kỳ. Đại học này mang tên Thánh Thomas Villanova, dòng Thánh Augustino, người Tây Ban Nha, được các cha cùng dòng thành lập tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ cách đây 172 năm và hiện có gần 11.000 sinh viên với 545 giáo sư và 2.000 nhân viên hành chánh. Theo Phúc trình Tin tức Hoa Kỳ và Phúc trình Thế giới năm 2018, thì đại học này đứng hàng thứ 46 về phẩm chất giáo dục tốt nhất trong số gần 3.300 đại học của Mỹ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đứng trước những thay đổi lớn trong thời đại chúng ta, có những thách đố lớn cần đương đầu, nhất là trong các lĩnh vực luân lý, đạo đức và văn hóa. Giới trẻ đang cần các đại học để chuẩn bị tham gia vào những thảo luận lớn xây dựng tương lai xã hội một cách khôn ngoan và trong tinh thần trách nhiệm. Đức Thánh Cha nói, Đại học Villanova cần tiếp tục theo đuổi sứ mạng của mình trong việc phục vụ chân lý, làm cho chúng ta được tự do và thông truyền các giá trị trí thức, tinh thần và luân lý cho các sinh viên. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng
Đại học Villanova là người thừa kế đại truyền thống của Thánh Augustino. Đại học được thành lập để bảo tồn và thông truyền truyền thống phong phú của Công giáo cho các thế hệ trẻ. Vì thế, cần giúp những người trẻ trong việc tìm kiếm ý nghĩa đích thực và các giá trị của cuộc sống. Ngoài ra, theo Đức Thánh Cha, các đại học cũng được kêu gọi trở thành các phòng thí nghiệm về đối thoại và gặp gỡ, phục vụ cho công lý và việc bảo vệ phẩm giá con người. Một tổ chức công giáo như Đại học Villanova ở Philadelphia cũng góp phần vào sứ mạng của giáo hội là thăng tiến sự tăng trưởng chân chính và toàn diện của gia đình nhân loại hướng về sự sung mãn của Thiên Chúa. Vatican, tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia đã được hoàn thành và sắp được gửi tới các hội đồng giám mục trên thế giới để tham khảo ý kiến. Tài liệu đã được bàn thảo và thông qua trong khóa họp đầu tiên kéo dài 2 ngày, 12 và 13 tháng 4 vừa qua của Hội đồng Tiền Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia do Đức Thánh Cha Francisco chủ tọa và với sự tham dự của 18 hồng y giám mục thành viên cùng với 13 chuyên gia, trong số này cũng có một linh mục thổ dân. Văn kiện mang tựa đề Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và cho một nền sinh thái toàn diện. Trong cuộc thảo luận, các vị nhấn mạnh tầm quan trọng của miền Liên Amazonia đối với toàn thể trái đất và cứu xét tình hình mục vụ ở vùng này, cũng như sự cần thiết phải mở ra những con đường mới để đẩy mạnh sự hội nhập tin mừng vào nền văn hóa của các dân tộc tại vùng này, nhất là các thổ dân. Ngoài ra, các vị cũng suy tư về cuộc khủng hoảng môi sinh ở miền Amazonia và nhấn mạnh cần phải thăng tiến một nền sinh thái toàn diện theo đường hướng thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Tài liệu chuẩn bị đã được thông qua kèm theo một bản câu hỏi và sẽ được gửi đến các hội đồng giám mục, các công nghị của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương cùng với nhiều cơ quan khác để tham khảo ý kiến. Cuối khóa họp, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các hồng y giám mục thành viên hội đồng cũng như các tham dự viên khác vì những đóng góp cũng như vì tinh thần hiệp thông được bày tỏ trong những ngày họp. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe nói về 8 mối phúc thật như con đường nên thánh theo tông huấn mới của Đức Thánh Cha. Anh chị em hãy vui lên và hân hoan. Kính thưa quý thính giả, trong tông huấn mới công bố hôm 9 tháng 4 vừa qua với tựa đề Anh chị em hãy vui lên và hân hoan, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày trong chương thứ 3 8 mối phúc thật như 8 con đường dẫn chúng ta đến sự thánh thiện. Ngài khẳng định rằng với bài diễn văn này, Chúa Giêsu đã giải thích một cách rất đơn sơ các thánh là ai. Đức Thánh Cha duyệt qua từng mối phúc từ tâm hồn thanh bần, nghĩa là đời sống khổ hạnh, cho đến phản ứng với lòng hiền lành khiêm tốn trong một thế giới người ta cãi nhau khắp nơi. Từ lòng can đảm để cho mình bị đau khổ của người khác đâm thâu qua và cảm thương với họ, trong khi người phàm tục làm ngơ và ngoảnh đi nơi khác, cho tới sự tìm kiếm công lý trong tâm tình đói khát, giữa lúc những đám người tham nhũng chia chác chiếc bánh ngọt của cuộc đời. Từ thái độ nhìn và hành động với lòng thương xót, nghĩa là giúp đỡ tha nhân và tha thứ, cho tới việc giữ cho tâm hồn thanh tịnh đối với tất cả những gì làm nhơ bẩn tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Sau cùng, từ việc gieo vải hòa bình và tình bạn xã hội với sự thanh thản, với tinh thần sáng tạo, nhạy cảm và khéo léo, ý thức những khó khăn trong việc bắt những nhịp cầu giữa con người khác nhau, cho tới việc chấp nhận cả những bất hại vì ngày nay sống phù hợp với các mối phúc có thể bị coi như điều xấu, bị nghi kỵ, chế nhạo. Nhưng để sống tin mừng, chúng ta không thể mong đợi mọi sự chung quanh ta đều thuận lợi. Dưới đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn những đoạn liên hệ tới 4 mối phúc đầu tiên từ số 67 đến số 79.
Trước hết, phúc cho ai có tinh thần thanh bần vì nước trời là của họ. Đức Thánh Cha viết, tin mừng mời gọi chúng ta nhìn nhận thực trạng con tim của chúng ta để xem chúng ta đặt an ninh cuộc sống của mình ở đâu. Thông thường, người giàu có cảm thấy an ninh với của cải của họ và nghĩ rằng khi những của cải giàu sang này bị lâm nguy thì tất cả ý nghĩa cuộc sống của họ trên trái đất cũng bị suy tàn. Chính Chúa Giêsu đã nói điều đó trong dù ngôn người giàu có ngu dại. Khi Ngài nói về người chắc chắn về bản thân như người điên dại, không nghĩ rằng mình có thể chết trong chính ngày ấy. Những của cải chẳng bảo đảm cho bạn sự gì. Trái lại, khi tâm hồn cảm thấy giàu có, thì sẽ hài lòng về chính mình đến độ không còn chỗ cho lời Chúa, để yêu thương anh chị em và cũng chẳng vui hưởng những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Và thế là họ bị thiếu những thiện ích lớn lao nhất. Vì vậy, Chúa Giêsu nói với những người có tinh thần thanh bần là những người có phúc vì Chúa có thể đi vào tâm hồn của họ với sự mới mẻ liên tục của Ngài. Tinh thần thanh bần này gắn liền chặt chẽ với sự lãnh đạm thánh thiện mà Thánh Ignacio Loyola đã đề nghị. Trong đó, chúng ta đạt tới được tự do nội tâm. Vì lý do đó, cần làm cho chúng ta lãnh đạm đối với tất cả những vật thụ tạo, trong tất cả những gì được phép đối với tự do trong phán đoán tự do của chúng ta và không bị cấm. Làm sao để từ phía chúng ta không còn ao ước sức khỏe hơn là bệnh tật, yêu giàu sang hơn là cảnh nghèo, yêu danh dự hơn là bị mất danh dự, ao ước cuộc sống lâu hơn là cuộc sống ngắn ngủi và tất cả những gì khác còn lại. Thánh Luca không nói về một sự nghèo khó trong tinh thần, nhưng chỉ nói về nghèo vậy thôi. Và qua đó, Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy sống khổ hạnh và từ bỏ. Qua cách thức đó, Thánh Nhân kêu gọi chúng ta chia sẻ cuộc sống của những người túng thiếu nhất, cuộc sống như các tông đồ, và xét cho cùng, đó là cuộc sống phù hợp với Chúa Giêsu, đấng vốn giàu có đã trở nên nghèo. Có tinh thần thanh bần, đó là sự thánh thiện. Mối phúc thứ hai, phúc cho những người hiền lành vì họ sẽ được đất làm gia sản. Đây là một kiểu nói mạnh trong thế giới này, ngay từ đầu là một nơi thù nghịch, nơi mà người ta tranh chấp nhau ở mọi nơi, từ tứ phương, có oán ghét, nơi mà người ta liên tục xếp loại tha nhân theo những ý tưởng, tập quán, thậm chí theo cả cách nói năng và ăn mặc. Tóm lại, đó là một vương quốc của sự kiêu ngạo, háo danh, trong đó mỗi người tưởng mình có quyền coi trọng bản thân hơn những người khác. Tuy có vẻ không thể được, Chúa Giêsu vẫn đề nghị một kiểu khác, đó là sự hiền lành. Đó là điều mà Ngài đã thực hành cùng với các môn đệ, và chúng ta thấy khi Ngài tiến vào thành Jerusalem. Này đây, vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền lành, ngồi trên một con lừa và trên một con ngựa con. Chúa nói, hãy học cùng thầy, vì thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các con sẽ tìm được bổ dưỡng cho đời sống các con. Nếu chúng ta bị dao động, kiêu hãnh trước những người khác, rốt cuộc chúng ta sẽ mệt mỏi và kiệt lực. Nhưng khi chúng ta nhìn những giới hạn và khuyết điểm của họ với sự dịu dàng và hiền lành, không cảm thấy mình cao trọng hơn họ, chúng ta có thể giúp họ một tay và tránh phung phí năng lực qua những lời than vãn vô ích. Đối với Thánh nữ Teresa thành Lisieux, đức bác ái hoàn hảo, hệ tại chịu đựng những khuyết điểm của người khác, không hoàn toàn ngạc nhiên vì những yếu đuối của họ. Thánh Phaolô liệt kê sự dịu dàng như một hoa trái của Chúa Thánh Linh. Ngài đề nghị rằng, nếu đôi khi ta lo âu vì những hành động xấu của người anh em, thì chúng ta hãy đến gần để sửa chữa họ, nhưng với một tinh thần dịu dàng và thánh nhân nhắc. Nếu bạn cảnh giác bản thân thì sẽ không bị cám dỗ. Cả khi bên vực đức tin và các xác tín của mình cần phải hành động một cách dịu dàng và thậm chí cả những đối thủ cũng phải được đối xử một cách hiền từ. Trong giáo hội, bao nhiêu lần chúng ta đã lầm lẫn vì đã không lắng nghe lời mời gọi này của lời Chúa. Sự hiền lành là một kiểu diễn tả khác về sự thanh bần nội tâm của người chỉ đặt tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong thực tế,
Trong Kinh Thánh, người ta thường dùng cùng một từ Anawim để nói về người nghèo và người hiền lành. Có thể có người vặn lại. Nếu tôi hiền quá, họ sẽ nghĩ rằng tôi là người điên, người ngu xuẩn hoặc yếu đuối. Có lẽ là như thế, nhưng chúng ta hãy để người khác nghĩ như thế. Tốt hơn, hiền lành vẫn luôn là điều tốt lành, và những ước mong lớn nhất của chúng ta sẽ được thành tựu. Người hiền lành sẽ được đất làm gia nghiệp, hoặc họ sẽ thấy những lời hứa của Thiên Chúa ứng nghiệm trong cuộc sống của họ. Vì những người hiền lành vượt lên mọi hoàn cảnh, vẫn luôn hy vọng nơi Chúa, và những người hy vọng nơi Chúa thì sẽ được đất làm gia nghiệp và được hưởng an bình lớn lao. Đồng thời Chúa tín nhiệm nơi họ. Ta sẽ hướng nhìn nơi ai? Nơi người khiêm tốn và nơi người có tinh thần thống hối và người run rẩy trước lời ta. Phản ứng với lòng hiền lành khiêm tốn, đó là sự thánh thiện. Mỗi phúc thứ ba, phúc cho những người khóc lóc vì họ sẽ được an ủi. Thế giới đề nghị với chúng ta điều trái ngược, vui chơi, hưởng thụ, giải trí, tiêu khiển và nói với chúng ta rằng đó là điều làm cho cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp. Người phàm tục cố tình không biết đến, họ ngoảnh mặt đi nơi khác khi có những vấn đề bệnh tật hoặc là đau đớn trong gia đình hoặc chung quanh họ. Thế gian không muốn khóc, người ta muốn có nhiều nghị lực để tránh thoát những tình cảnh trong đó có đau khổ và họ tin rằng có thể che đậy thực tại, trong đó không bao giờ có thể thiếu thập giá. Người nhìn thực tại như chúng có thực thì để cho mình bị đau khổ đâm thấu và khóc trong tâm hồn, họ có thể đi tới chiều sâu của cuộc sống và thực sự hạnh phúc. Người ấy được an ủi, nhưng đó là sự an ủi của Chúa Giêsu chứ không phải của thế gian. Nhờ đó có thể có can đảm chia sẻ đau khổ với người khác và ngưng trốn chạy những tình cảnh đau thương. Theo cách thức ấy, họ khám phá thấy rằng cuộc sống có nghĩa khi cứu giúp người khác trong đau khổ của họ. Khi hiểu lo âu của người khác, giúp giảm bớt đau khổ của họ. Người ấy cảm thấy rằng tha nhân thuộc về thân thể của họ, không sợ đến gần tha nhân, đến độ động đến vết thương của họ. Cảm thông đến độ cảm thấy rằng không còn khoảng cách nữa. Và thế là họ có thể đón nhận lời nhắn nhủ này của Thánh Phaolô: hãy khóc với những người khóc, Roma đoạn 12 câu 15. Biết khóc với những người khác, đó là sự thánh thiện. Mỗi phúc thứ tư, phúc cho những người đói khát sự công chính vì họ sẽ được thỏa mãn. Đói và khát là những kinh nghiệm rất mạnh vì chúng đáp lại những nhu cầu căn bản và gắn liền với bản năng sinh tồn. Có những người nồng nhiệt khao khát sự công chính và tìm kiếm nó với một ước muốn rất mạnh mẽ. Chúa Giêsu dạy rằng những người ấy sẽ được thỏa mãn vì sớm muộn gì sự công chính sẽ đến, cho dù chúng ta không luôn thấy những kết quả của sự dấn thân như vậy. Nhưng sự công chính mà Chúa Giêsu đề nghị không phải là thứ công chính mà thế gian tìm kiếm. Nhiều khi sự công chính hay công lý này bị phe này hay phe kia lèo lái. Thực tại cho chúng ta thấy, thật là dễ đi vào trong những băng đảng tham nhũng thuộc vào thứ chính trị hàng ngày. Tôi cho đi để họ cho lại tôi, trong đó tất cả đều là buôn bán. Và bao nhiêu người chịu đau khổ vì những bất công, bao nhiêu người bất lực quan sát những người khác thay phiên nhau chia chác chiếc bánh ngọt của cuộc sống. Một số người từ khước tranh đấu cho sự công chính đích thực và chọn giải pháp leo lên chiếc xe của kẻ chiến thắng. Điều này chẳng liên hệ gì đến sự đói khát công chính mà Chúa Giêsu ca ngợi. Sự công chính ấy bắt đầu được thể hiện trong cuộc sống của mỗi người khi họ hành động công chính trong những quyết định của họ và rồi biểu lộ trong việc tìm kiếm công lý cho người nghèo và người yếu thế. Chắc chắn từ công chính có thể đồng nghĩa với sự trung thành theo thánh ý Thiên Chúa với trọn cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta mang lại cho nó một ý nghĩa rất tổng quát, thì chúng ta quên rằng nó đặc biệt được biểu lộ trong sự công chính với những người vô phương thế tự vệ. Các con hãy tìm kiếm sự công chính, hãy cứu giúp những người bị áp bức, thực thi công lý cho kẻ mồ côi, bênh vực chính nghĩa của các quá phụ. Khao khát tìm kiếm sự công chính, đó chính là sự thánh thiện.
để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại ơn gọi đặc biệt của cha Javier Oliveira và sơ Marie de la Sages cùng bước vào đời tu trì theo tiếng gọi của Chúa sau khi đã đính hôn với nhau. Javier Oliveira và Trinidad Maria Guoma sinh ra và lớn lên trong hai gia đình công giáo quen biết nhau ở Argentina. Khi còn là trẻ thơ, họ cũng thường nhìn thấy nhau. Nhưng khi lớn lên, Oliveira thật sự không còn thực hành đạo nữa. Cho đến năm Oliveira 19 tuổi, sau chuyến đi Peru về, anh gặp lại cô bạn Trinidad Maria thuở bé. Anh hỏi cô có tin vào việc giữ khiết tịnh cho đến khi kết hôn không? Vì đối với anh, điều này giống như một thứ mà giáo hội đặt ra. Với sự hiểu biết và xác tín, cô gái Trinidad Maria đã trình bày với Oliveira những nguyên tắc về sự thanh bạch, cả về khía cạnh đức tin lẫn lý trí. Những điều cô trình bày đã gây ấn tượng mạnh đối với Oliveira. Không lâu sau cuộc trò chuyện này, hai người trẻ Oliveira và Trinidad Maria đang là sinh viên ngành học luật, bắt đầu hẹn hò với nhau. Oliveira lúc đó đang học tại Đại học Quốc gia ở Buenos Aires, còn Trinidad Maria thì học tại Đại học Quốc gia tại La Plata. Cha Oliveira kể về thời gian hẹn hò của hai người. Nó giống như thời gian tìm hiểu tánh tính nhau của bất kỳ đôi bạn nào. Nhưng chúng tôi cố gắng tận dụng đời sống văn hóa qua âm nhạc, văn chương và triết học. Chúng tôi cùng nhau đọc sách, đi uống cà phê với nhau. Chúng tôi có một nhóm bạn và cùng với họ, chúng tôi tham dự các hội nghị về các tác giả công giáo người Argentina. Sau khi kết bạn với Trinidad Maria, Oliveira bắt đầu thực hành đức tin lại. Anh cầu nguyện, đi lễ các ngày Chủ nhật. Anh cũng đọc kinh Mân Côi cùng với bạn gái của mình. Cha Oliveira thú nhận rằng, chính nhờ Trinidad Maria khí cụ Chúa dùng mà cha trở lại với đức tin. Về phần mình, Trinidad Maria, sau này là sơ Marie, khi ấy cũng cảm mến người bạn trai của mình về lòng chân thành, tìm kiếm chân lý mà không sợ những hậu quả. Năm họ 21 tuổi, hai bạn trẻ đã đính hôn với nhau và quyết định sẽ thành hôn sau khi họ ra trường, nghĩa là sau 2 năm rưỡi nữa. Một ngày kia, Trinidad Maria nhận được một tin gây ngạc nhiên mà cô không hề chờ đợi. Anh của cô quyết định vào chủng viện. Cô và bạn trai của mình đã tiễn người anh vào chủng viện ở San Rafael, tỉnh Mendoza. Sau đó, họ quyết định ở lại thành phố đó vài ngày. Oliveira thì thăm các bạn mình đang ở trong chủng viện, còn Trinidad Maria cũng thăm các bạn đang ở trong tu viện. Khi trở về nhà, hai người trẻ vẫn nghĩ là ông anh của cô thật điên khùng khi bỏ mọi thứ, một gia đình trong tương lai, một nghề nghiệp quan trọng. Thế rồi họ tự hỏi chính mình, điều gì xảy ra nếu Chúa gọi họ sống đời tu trì? Đầu tiên họ nói không. Đó là điều điên khùng vì họ đang có một cuộc đính hôn thật đẹp và họ cũng đang sắm sửa các thứ để chuẩn bị kết hôn. Nhưng những tuần lễ trôi qua, một ý nghĩ cứ trỗi lên trong tâm hồn của chàng trai Oliveira. Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúa gọi tôi? Tôi có từ bỏ mọi thứ. Tại sao tôi không là một linh mục? Làm sao để biết con đường tốt nhất để lên nước trời dành cho tôi, đời sống linh mục hay kết hôn? Tôi có thể làm điều tốt nhất ở đâu? Sau nhiều nghi ngờ, Oliveira đã quyết định nói với bạn gái của mình về mối quan tâm ơn gọi của anh. Thật ngạc nhiên khi chính cô bạn Trinidad Maria của anh cũng đang suy nghĩ về cùng điều này sau khi anh cô vào chủng viện. Tuy thế, hai người không vội quyết định vì họ còn 2 năm trước khi ra trường. Một đăng sĩ, linh hướng của hai người đã nói với họ, đây là một vấn đề giữa từng người, các con với Chúa. Không ai có thể can thiệp vào linh hồn. Sơ Marie chia sẻ,
Đó là một cuộc phân định dài, ít nhất 2 năm, cho đến khi Chúa tỏ ra cho tôi ý định đời sống thánh hiến, và tôi không thể nghi ngờ rằng người đang yêu cầu tôi tận hiến hoàn toàn. Sau khi hoàn tất việc học, cả hai đã theo ơn gọi của mình. Năm 2008, khi họ 31 tuổi, Oliveira được thụ phong linh mục cho giáo phận San Rafael. Còn Trinidad Maria khấn trọn đời trong dòng nữ tu Chúa Giêsu nhân từ, với tên gọi Mary de la Salles. Cha Oliveira hiện là giáo sư đại học. Cha có một trang blog tìm ra ơn gọi của bạn. Cha đã viết một cuốn sách về những nghi ngờ của ơn gọi, tựa đề là Có bao giờ bạn từng nghĩ về nó? Tiếng gọi của Chúa Kitô. Còn sơ Mary de la Salles hiện đang hoạt động tông đồ tại giáo xứ Thánh Lorenzo thuộc giáo phận Fréjus Toulon, miền nam nước Pháp. Nói về cuộc đời của họ, sơ Mary xem đó là một ơn đặc biệt khi cả hai được gọi hầu như cùng lúc. Chúa thật tốt lành và chu đáo, không bỏ qua một chi tiết nào. Điều tôi thật sự quý trọng chính là chúng tôi vẫn là bạn với nhau, và không chỉ chúng tôi mà cả gia đình của chúng tôi. Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài 7 ân huệ của Thánh Linh theo giáo huấn của các giáo phụ. Kính thưa quý vị thính giả, từ bài trước chúng ta đã bắt đầu học hỏi về 7 ân huệ Thánh Linh. Đạo lý về 7 ân huệ dựa trên bản văn của Môi-se Isaiah chương 11 câu 1 tới câu 3 nói tới các đức tính của vị Messiah lý tưởng. Nói chưa đúng, trong quyển bản Hebrew chỉ có 6 đức tính: khôn ngoan và minh mẫn, mưu lược và dũng mãnh, hiểu biết và kính sợ Giê-hô-va. Nhưng thay vì lặp lại 2 lần kính sợ Giê-hô-va ở cuối, thì bản dịch sáng tiếng Hy Lạp và Latin đổi thành hiếu thảo. Dù sao đi nữa, Tân Ước áp dụng bản văn của Isaiah về cho Đức Messiah Chúa Giê-xu. Thế nhưng, kể từ thế Augustino và Gregorio cả, truyền thống Kitô giáo cũng áp dụng vào đời sống của mỗi tín hữu dưới tác động của Thánh Linh. Qua bí tích rửa tội, chúng ta đã chẳng được tham dự vào phép rửa của Đức Giê-xu tại sông Giô-đan-ô và được nhận làm nghĩa tử của Chúa Cha nhờ ơn Thánh Linh đó sao? Đó là nói cách tổng quát. Các giáo phụ còn muốn phân tích cụ thể hơn nữa tương quan giữa từng ơn với cuộc sống của các tín hữu. Một mô hình được sử dụng là thiết lập một hệ trận các ơn huệ Thánh Linh như là một chiếc thang với 7 bậc. Thánh Augustino quan niệm con đường tâm linh như là một cuộc leo núi mà chóp đỉnh đã đạt tới đức cao minh và trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Hành trình này cần trải qua 7 cuộc thánh luyện dựa theo lời Thánh Vịt thứ 11. Lời Chúa phán là lời thánh tịnh được tôi luyện 7 lần. Những cấp độ này được ví với các nhân đức và những tâm trạng mà con người cần thủ đắc nhờ các ơn của Thánh Linh, nó hầu bắt chước Chúa Kitô. Tuy nhiên, trong khi mà Đức Kitô đã đạt được tất cả 7 hồng ân và đặc biệt là ơn cao minh, thì chúng ta phải bắt đầu từ bước sơ khởi, nghĩa là lòng kính sợ Thiên Chúa. Trong bài giảng số 346, Thánh Augustino nói như sau: khi đề cập đến 7 ân huệ Thánh Linh, Môi-se Isaiah bắt đầu từ ơn cao minh để tới ơn kính sợ Chúa, tựa như khởi đi từ chỗ cao nhất xuống với chúng ta để dạy chúng ta đi lên. Ông khởi sự từ điểm mà chúng ta phải đến, và ông đến điểm mà chúng ta phải khởi đầu. Thật vậy, ông nói rằng, thần khí Thiên Chúa đáp xuống trên người, thần khí cao minh và thâm hiểu, thần khí chỉ giáo và hùng mạnh, thần khí minh luận và sùng mộ, thần khí kính sợ Thiên Chúa. Cũng như ngôi lời khi nhập thể đã đi từ cao minh xuống cho tới kính sợ, không phải vì để tự sụt giảm, nhưng là để dạy dỗ chúng ta. Một cách tương tự như vậy, chúng ta cũng phải vươn lên từ kính sợ cho đến cao minh, không phải bằng cách tự tôn, nhưng mà nhờ sự tiến triển, xét về
kính sợ là khởi đầu của cao minh. Như vậy, cao minh được đặt ở hàng đầu vì là ánh sáng của linh hồn, và thứ hai là thấm hiểu. Ra như trả lời cho người hỏi phải đi từ đâu để tới cao minh, ông đáp: từ thấm hiểu. Và để đạt tới thấm hiểu, thưa từ chỉ giáo. Và để đạt chỉ giáo, thưa từ hùng mạnh. Để đạt tới hùng mạnh, thưa từ sùng hiếu. Để đạt tới sự sùng hiếu, thưa từ kính sợ. Vậy phải đi từ kính sợ cho tới cao minh, xét vì kính sợ Chúa là khởi đầu của cao minh. Đằng sau cái đoạn văn vừa trích, chúng ta có thể nhận ra hình ảnh hành trình mà Đức Kitô đã trải qua để xuống với chúng ta, tức là cái sự hạ mình tự hủy, ngõ hầu nâng chúng ta lên cùng Thiên Chúa, theo như Thánh Phaolô đã mô tả trong thư gửi các tín hữu Philippe chương 2 câu 4. Một mô hình khác được Thánh Augustino sử dụng để trình bày sự thăng tiến của đời sống Kitô hữu là bài giảng trên núi. Bảy ơn Thánh Linh được liên kết với các mối phúc thật là tuyệt định đời sống trọn lành. Thánh nhân nói như sau: trình phúc thứ nhất bắt nguồn từ đức khiêm nhường, phúc thay những kẻ nghèo khó về tinh thần, nghĩa là những kẻ không tự phụ, những kẻ tùng phục uy quyền Thiên Chúa và sợ sẽ bị trừng phạt sau khi chết. Từ đó, linh hồn học hỏi Kinh Thánh để tỏ ra hiền lành nhờ tinh thần thảo hiếu, ngõ hầu không bị khiển trách vì xuất nát mà trở nên cố chấp ơn ngạnh. Từ đó, linh hồn nhận ra mình đã bị trói buộc vào thế gian vì tội lỗi. Vì thế, cấp thứ ba, nhờ sự hiểu biết, linh hồn khóc lóc vì đã làm mất sự thiện tuyệt đối. Cấp thứ bốn là lao công vất vả để lôi kéo linh hồn ra khỏi những thú vui độc dữ. Vì vậy, linh hồn đói khát sự công chính và do đó cần phải can đảm rất nhiều, bởi vì không dễ gì dứt bỏ sự quyến luyến điều mà mình bám víu vào. Ở cấp thứ năm, những ai kiên trì với lao nhập sẽ nhận được lời khuyên bảo, bởi vì nếu thiếu sự giúp đỡ của quyền lực trên cao thì không ai có thể vượt thoát khỏi những khổ nạn cùng cực. Và lời khuyên bảo chính đáng là cứu giúp sự yếu đuối của người dưới nếu mới được người trên cứu giúp. Vì vậy, phúc cho người biết thương xót vì họ sẽ được xót thương. Cấp thứ sáu, hệ tại sự thánh sạch tâm hồn dành cho kẻ nào có khả năng sự thiện tuyệt đối, nhờ có ý thức trong sạch và yên tĩnh. Cấp thứ bảy là chính sự cao minh, nghĩa là chiêm ngắm chân lý, khiến cho toàn thể con người được bình an, trở nên giống Thiên Chúa. Vì thế mà kết luận được phúc cho những kẻ hiếu hòa, vì sẽ được gọi là con cái của Chúa. Như thế, cái mối liên hệ giữa bảy ơn và bảy chân phúc được phân phối như thế này: kính sợ đi với khó nghèo trong tinh thần, sùng hiếu đi với hiền lành, minh luận đi với khóc lóc, hùng mạnh đi với đói khát công chính, chỉ giáo đi với thương xót, thấm hiểu đi với trái tim trong sạch, cao minh đi với hiếu hòa. Thế thì phải chăng cái chân phúc thứ 8, những kẻ bị bất hại vì công lý, trở nên thừa thãi? Thánh Augustino trả lời rằng không phải như vậy, bởi vì cái chân phúc này tóm lại tất cả khi cho thấy rằng điều hoàn hảo nhất là nước trời. Như thế, chân phúc thứ nhất và thứ 8 gặp nhau và kiện toàn các chân phúc khác. Dù sao đi nữa, mối quan tâm của các vị giáo phụ không phải là phân tích chính xác mối liên hệ giữa mối ơn của Chúa Thánh Thần với mối chân phúc, cho bằng như bật mối liên hệ giữa hành trình tâm linh của người tín hữu với Chúa Kitô. Nhờ bảy ân huệ, Thánh Linh tác động trong tâm hồn chúng ta nhằm dẫn đưa chúng ta nên hoàn hảo giống Chúa Kitô, đấng đầy trọn Thánh Linh và cũng là đấng đã dạy cho chúng ta con đường bát phúc. Bảy ân huệ với bảy nhân đức. Sáng thời Trung cổ, các nhà thân học muốn liên kết bảy ân huệ Thánh Linh với bảy nhân đức. Một vài vấn nạn đã được nêu lên. Nếu đời sống tâm linh của chúng ta được xây dựng trên bảy nhân đức, gồm ba nhân đức hướng Chúa, tin cậy mến và bốn nhân đức trụ, khôn ngoan, công bình, hùng mạnh, tiết độ, thì thử hỏi tương quan giữa bảy nhân đức và bảy ân huệ như thế nào? Chúng có trùng hợp với nhau hay là khác biệt? Nếu khác biệt thì vai trò các ân huệ như thế nào? Các ân huệ có cần thiết cho đời sống tâm linh hay không? Có nhiều ý kiến đã được đưa ra. Thứ nhất, ông Petrus Lombardus cho rằng các ân huệ và các nhân đức cũng giống như nhau. Nhưng mà ý kiến của ông thuộc về nhóm thiểu số. Bởi vì nói chung, kể từ thế kỷ thứ 12, các nhà thần học đều nhìn nhận sự khác biệt giữa các nhân đức và các ân huệ.
Thứ hai, nếu các ân huệ khác với nhân đức, thì thử hỏi tương quan giữa đôi bên như thế nào? Ta thấy có một sự tiến triển ý kiến giữa các nhà thần học. Và lúc đầu có những ý kiến cho rằng các ân huệ thấp hơn là nhân đức. Con người tội lỗi cần được biến đổi nhờ ân huệ thì mới có thể thực hành các nhân đức. Như vậy, vai trò của ân huệ là xua đuổi tội lỗi. Đây là ý kiến của các tác giả Anselm de Lau, Eusebio. Nhưng mà dần dần, kể từ Stephen Langton, các tác giả cho rằng các ân huệ thì cao hơn các nhân đức. Bởi vì các ân huệ nói lên sự trọn lành của đời sống Kitô hữu, chúng nâng cao đời sống người tín hữu lên cấp độ thần linh. Và ý kiến này trở thành phổ thông với Philippe Le Chancelier khoảng năm 1235. Nhằm chứng tỏ điều đó, các nhà thần học thiết lập mối tương quan giữa bảy ân huệ với bảy nhân đức như sau. Năm ân huệ liên quan tới đời sống hoạt động, đó là kính sợ nhằm tránh sự dữ, sùng hiếu và minh luật nhằm làm điều thiện, hùng mạnh và chỉ giáo nhằm vượt qua những khó khăn. Còn hai ân huệ còn lại, thâm hiểu và cao minh, thì liên quan tới đời sống chiêm niệm. Nói một cách tổng quát, ân kính sợ được ví như cửa vào, ân thâm hiểu và cao minh thuộc về phạm vi hiểu biết Thiên Chúa, hiểu biết và cảm nghiệm. Còn bốn ân huệ còn lại chi phối phạm vi hoạt động, giúp ta phân định, minh luận và chỉ giáo và hành động, ơn sủng hiếu và hậu mệnh. Với Thánh Thomas Aquino, sự xếp đặt các ân huệ thánh linh trở nên ổn định, mặc dù chính tác giả cũng có những do dự trong việc phân phối các ân huệ thánh linh với các nhân đức. Chúng ta sẽ tiếp tục điều này ở trong bài tới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.